Em ơi, nhanh cái chuột trong đây. Vâng, tắt đây quên thấy chưa? Đó. Nó xoay chiều nó ra luôn. Đây là cổng ra của cái gì? Mắt với lại camera luôn. Đây gì? Hay đang thử chưa? Cái pin này nó có thể lưu được khoảng tầm 5 đến 7 giờ. Cho 8 mắt camera. 5 đến 7 giờ á. Mắt là mắt ký. Mắt thì mắt 12V. 12V nhưng trong bảy như có trong lớn. Lần từ 2A cả mà. Đéo cái gì hay. Cửa ra. Cửa ra của nó này. 49 18. Có thể lắp được 18 cam nhưng mà chỉ lắp được 8 mắt camera với một đầu ghi thôi. Giá đi lên nó xếp quá kiếp quá cái này là giống như một lưu điện đấy có nhé. Bộ lưu điện mấy vốn? Bộ lưu điện là 220. Ừ. Cái này 12V. Có thể điện 12V. Nó xoay chiều 12V ra. Nhưng mà nó vẫn có cái sạc lưu điện đấy này. Cái cắm lưu điện ở đây đây, thấy chưa? Ừ, thì khe đấy tôi cắm một điện nguồn vào. Ừ. Quá khiếp đàng hoàng. Một kê này. Bình ơi, lấy mà cái ke là đâu đó Bình ơi. Thế không anh? Đây là gì? Thế một mắt hả? Ừ. Chạy luôn qua rồi đấy hả? Đây. Đầu ghi với camera một chỗ nữa nào. Ờ. Thế là một giày nữa là tóc cuốn cả á, 24 cả. Không lấy cao ra nét nét đấy cậu. Lấy cái Globo á. Đấy. Con 2.0. Không có con gì được đấy, con ATV được đấy. ATV 2 đã. Đúng không? Con này. Camera mua đồ. Đi rồi ông Thảo đem đây. Thôi con không lên được rồi. Con được bột với đá quý đấy mày. Dạ. Con được đá quý đấy. Một bộ của đá quý. Không, có bốn đá quý thì bán không? Có, anh lấy em bán, anh nhập về cho anh. Bốn cái. Đó, anh lấy luôn em bán cho anh. Bốn cái mới. 4 cái. 5 cái nhé. 5. Hiện tại anh lấy được 3 cái thôi. Đặt tiền đi sửa máy có đó. Hả? Hả? Lấy gì? Không phải đặt tiền đi. Chơi luôn. Cái hàng đặt từ Long An về đó. Bây giờ thử để như đi xong xe nó coi như bao thời gian này. Ờ, đẹp đi bởi vì pin đi biết sạc thôi. Nhưng biết bây giờ nó đang sạc bao nhiêu rồi đấy.
đường mặc định là từ đâu đấy. Nghe con thì thoải mái, đấy là quên một khi nó có đi thì mặc thoải mái. Anh đi con đi trong khoảng ban nay đấy một khoảng 250 ml thôi. Ừ. Tôi chưa đây được một đá đúng không? Được một tí á. Một tí á. Thì không đến. Có nhiều con cam. À, đúng rồi. Tức là một á mà là lắp được 4 con cam đúng không? Ừ. Những cái hàng chuẩn. Nhiên dùng trở nên phải gấp đôi, lắp cả đấy không kết nhà sản xuất nhá. Đúng rồi, nhà sản xuất thì nhà sản xuất cho mọi thứ nó phần này đúng không, đây là khóa nó là 2 chấm này. Ở đâu 1 chấm. À lấy cái bộ kit ra. Anh lấy cái bộ kit ra thử nhé. Bộ kit UNV. Mở ra thử luôn đi ạ. À.